Xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh xe đạp Bike to School. Hôm nay em xin phép review về một mẫu xe với phân khúc giá thành vừa phải dành cho học sinh sinh viên cũng như là anh chị em văn phòng có thể đạp thể dục thể thao. Và mẫu xe này kích thước bánh là 27,5 inch, sẽ phù hợp với chiều cao là từ 1m55 cho đến 1m80 nhá. Thì mẫu xe này có điểm gì đặc biệt, hãy cùng em khám phá ở hết video này. Hiện tại mẫu xe Kali 1007 này đang được bày bán sẵn tại cơ sở của Bike to School. Anh chị và các bạn có thể đến trực tiếp trải nghiệm về mẫu xe này. Ngoài ra thì có thể liên hệ cho bọn em qua số hotline 0919008533 để được đặt hàng về mẫu xe này nhé. Như em đã bật mí ở đầu video thì mẫu xe này sẽ là mẫu Kali 1007 với kích thước bánh là 27,5 inch, thuộc dòng xe thể thao địa hình. Với kích thước bánh như thế này thì anh chị và các bạn là có thể là hơi cao một chút thì có thể đi vừa, với chiều cao phù hợp là từ 1m55 cho đến 1m80. Thì mẫu xe này sẽ đáp ứng đa phần là chiều cao của học sinh sinh viên cũng như là anh chị em văn phòng nhá. Xe thì sẽ sử dụng là khung hợp kim nhôm. Đây là dòng khung hợp kim nhôm, thế nên là trọng lượng của xe rất là nhẹ. Với trọng lượng chỉ khoảng tầm hơn 14kg thì đây là một trong những dòng xe thể thao địa hình có trọng lượng vô cùng nhẹ ở thời điểm hiện tại nhá. Xe sẽ sử dụng là ghi đông dạng ngang, giúp anh chị và các bạn có thể là cầm nắm và tư thế ngồi sẽ rất là thoải mái. Trên ghi đông cũng sẽ có luôn tay đề, cũng như là cụm tay đề, giúp anh chị các bạn có thể là vừa phanh xe và vừa chuyển số một cách linh hoạt hơn. Ngoài ra thì xe có hệ thống giảm sóc, lò xo, giúp anh chị các bạn là khi mà đi vào những cung đường xấu sẽ đi lại một cách êm ái và tránh bị tê tay nhá. Trên phần giảm sóc này cũng sẽ có phần khóa hành trình, giúp anh chị và bạn khi đi xa thì có thể là khóa giảm sóc lại, giúp xe tăng tốc độ cũng như là ổn định tay lái hơn. Về phần lốp của xe thì như em giới thiệu là vành sẽ sử dụng là cành kích thước 27,5 inch, kết hợp với lại lốp to bám đường tốt, tránh trơn trượt khi đi mưa. Bộ chuyển động của xe thì sẽ sử dụng là bộ chuyển động của Shimano Tunei với 3 đĩa trước, giúp chúng ta có thể là thay đổi tốc độ đạp cũng như là sức đạp cách linh hoạt, kết hợp với lại 7 tầng lip sau. Ở đây một giải thông số rất là tốt cho anh chị có thể là vừa có thể là leo núi này, cũng có thể là đi đường phẳng và đi tốc độ nhanh. Gạt cũng sẽ sử dụng là gạt Shimano Tunei luôn ạ. Đây là một bộ đồng bộ với dòng xe thể thao địa hình, chất lượng rất là tốt. Xe thì cũng sẽ sử dụng là phanh đĩa, giúp anh chị và các bạn là khi đi đường xa sẽ rất là an toàn. Ngoài ra thì lực bóp phanh rất là nhẹ, giúp chúng ta sẽ là đỡ bị đau và mỏi cái phần ngón tay ạ. Hiện tại thì xe với mức giá là khoảng hơn 4 triệu đã sử dụng cái cấu hình như thế này thì em nghĩ là mẫu này sẽ rất phù hợp với học sinh sinh viên cũng như là anh chị em văn phòng với mức tài chính vừa phải và muốn một chiếc xe để có thể là đi tập thể dục thể thao. Thì không còn lý do gì nữa mà anh chị các bạn không đến trải nghiệm ngay về mẫu xe này tại các hệ thống của Bike to School. Nếu anh chị và các bạn ở ngoài khu vực Hà Nội thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số hotline là 0919008533 để được bên em tư vấn về mẫu xe này cũng như là hỗ trợ anh chị đặt hàng, ship hàng và vận chuyển qua số hotline này nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho em xin một like và một subscribe, và bất kỳ một câu hỏi là liên quan đến mẫu Kali 1700 này anh chị và các bạn có thể đặt ở phía bên dưới để em giải đáp cho anh chị các bạn mọi thắc mắc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở các video tiếp theo ạ.